Một trong những nỗi ám ảnh của nhiều người khi giao mùa hay thay đổi thời tiết đó chính là viêm xoang. Viêm xoang gồm có hai loại, cấp tính và mãn tính, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày mà nếu như bạn không điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ra những biến chứng. Và nếu các bạn đang băn khoăn thì đừng lo, BQA Hoàng Cầm sẽ giúp các bạn giải quyết nỗi khổ viêm xoang đeo bám nhiều năm nha. BQA Hoàng Cầm là dạng viên nang được nghiên cứu và phát triển dựa trên bài thuốc tán phong thanh nhiệt tán, sau đó bào chế từ các loại thảo dược tự nhiên quý hiếm được công ty dược phẩm BQA tuyển chọn kỹ càng tại vườn dược liệu sạch. Trong đó, tân di là thành phần chính ức chế vi khuẩn gây bệnh, làm giảm đau đầu, ngạt mũi. Hoàng cầm và phòng phong thì bổ trợ thêm để giảm tình trạng đau nhức mũi, choáng váng đầu do viêm xoang. BQA Hoàng cầm sẽ giúp đào thải hết các dịch nhầy viêm trong khoang hốc mũi, làm đường thở trở nên thông thoáng hơn, không còn chảy nước mũi, ngăn ngừa viêm xoang tái phát. Bên cạnh đó, chúng mình nhận được những phản hồi tích cực khi sử dụng sản phẩm BQA Hoàng cầm. Đa số thì cho thấy là dễ thở nè, giảm hắt hơi, sổ mũi và đau nhức do xoang để lại.